đây mà cái e ngại trong cái câu chuyện là mình học Thăng Long thì là không được như các trường khác không ạ? Các bạn có bạn nào như thế không ạ? Không phải sợ hai thầy đâu. Nó giống mình ngày xưa, nhưng mà cái đấy thì nó đi qua như thế. Bởi vì là thực sự là cho đến bây giờ thì trường Thăng Long đã khác rất nhiều. Từ ngày xưa ấy, thì Đại học Thăng Long đã nổi tiếng với lại các đơn vị tuyển dụng là rất nhất ở khoa thông tin cho đến bây giờ. Chứ không chỉ riêng khoa thông tin là rất là tốt rồi, nhưng mà không chỉ riêng khoa thông tin đâu, còn rất nhiều khoa khác nữa mà tất cả các nhà tuyển dụng rất là ưa thích được tuyển dụng của sinh viên Thăng Long. Các bạn không cần phải chú ý vấn đề về ngành đâu ạ, bởi vì làm sao chúng ta ra làm thì cũng sẽ làm sao ạ, là có rất nhiều công việc mà nó có những cái đặc điểm chung và cần những kỹ năng, cần những kiến thức chung. Và xin mời các bạn ạ. Có bạn nào có câu hỏi gì cho mình không? Kể cả về chuyên môn, kể cả về đời sống, tất cả những cái tâm tư gì mà các bạn cảm thấy lo lắng, đây bạn cảm thấy chưa là một cái yên tâm này. Xin mời bạn. Em xin chào hai anh và tất cả mọi người ạ. Em là Thành Em, đến từ khoa quản trị doanh nghiệp ạ. Em muốn anh chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp của anh ạ. Rất hay, câu chuyện này khá dài nhưng mình sẽ tóm tắt. Mình vào trường Thăng Long từ năm 97. Thì trước đấy thì mình là quê ở Thái Bình. Mình học chuyên toán đi từ bé. Đến khi vào trường Đại học Thăng Long thì lúc đấy gần như là về kiến thức về tin học thì mình cũng có một cách tương đối rồi. Thì đến năm 98 thì là hè năm đầu tiên của Đại học Thăng Long thì là mình có nhận được một cái đề tài của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, và mình cùng với một số sinh viên Thăng Long nữa làm cái đề tài đấy là làm cái phần mềm quản lý hồ sơ người lao động và hồ sơ người có công và đối tượng chính sách cho Bộ Lao động. Cái phần mềm đến bây giờ nó vẫn đang chạy, nó chạy 21 năm rồi, bây giờ nó vẫn chạy trên cái nền cũ đấy, và Bộ Lao động vẫn chưa thay thế được một số tỉnh. Cái năm 98 là mình bắt đầu thành lập doanh nghiệp, mình đi làm, lúc đấy mình có một cái đề tài của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mình thấy là cái này nó dễ làm quá, thì cùng với một số sinh viên trở lại con nữa thành lập một doanh nghiệp chuyên làm về cái chỉ làm cho mạng cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội của tôi. Thời gian mình đến trường từ năm 98 đến năm 2000 là gần như là mình rất ít, và một số bạn ở đây cũng rất ít khi đến trường. Thời gian đến trường gần như là nó cũng không được nhiều lắm. Sau khi mà tốt nghiệp ở trường Đại học Thăng Long xong năm 2001 thì mình vào FPT được khoảng tầm 6 tháng. Lúc đấy là mình vẫn còn đang còn tương tác với lại doanh nghiệp kia. Mình muốn đi học thử xem là cái mô hình của một doanh nghiệp lớn họ có những cái gì mà mình để mà cho cái team của mình ấy, team của mình đến bây giờ là nó có thể là tạo dựng thành một cái doanh nghiệp lớn. Nhưng mình sang FPT thì mình thấy là mình không thể học được mô hình đấy, bởi mô hình nó quá lớn. Để mà đâu để được có một doanh nghiệp như thế thì nó phải nguồn vốn rất là lớn, và mình không đi theo cách đó nữa. Đến khoảng 6 tháng sau thì mình và mấy người bạn của mình học trường Đại học Thăng Long chuyển sang làm cho công ty cổ phần giải pháp phần mềm phát accounting, chưa làm về kế toán. Mình làm ở đấy, mình và các bạn đã làm được khoảng tầm 3 năm. Mình cũng tuyên bố với giám đốc luôn, nếu như bọn em làm đây 3 năm bọn em không làm được gì, không thay thế được lãnh đạo thì bọn em cũng xin nghỉ. Đúng 3 năm sau team của mình rời, và đấy là thành lập doanh nghiệp SAE cho đến bây giờ. Năm 2006 thì mình thành lập công ty SAE. Năm 2008 thì mình thành lập công ty OSP chuyên gia công phần mềm cho thị trường Nhật, thị trường châu Âu. Đến 2016 thì là mình thành lập ra công ty Brightcloud chuyên làm về partner cho cổ chuyên triển khai các dự án ERP cho ngành banh. Thì cần nói thì trần nhìn và thì nó tưởng là nó đơn giản thế, nhưng thực sự nó không đơn giản chút nào. Và có thời điểm mà các bạn biết là, không biết các bạn có nhớ không, năm 2009 tháng 10 năm 2008 cho đến đầu năm 2009 bắt đầu là thị trường suy thoái toàn cầu. Tất cả những cái đơn vị mà làm outsource như mình ấy, thì
thì đều bị dính vào trong cái tình huống. Nếu những không có dự án thì không sao, nhưng có dự án, ví dụ như làm dự án cho nhân chẳng hạn, mình đã ký hợp đồng bắt buộc phải làm, và tiền đền bù nó còn lớn hơn cả tiền hợp đồng, nên dẫn tới câu chuyện là có rất nhiều cái hợp đồng bên mình làm nó đang xảy ra, và dẫn tới là lúc đấy bộ máy là mấy trăm con người và lương hàng tháng lên tiền tỷ, và chỉ sau một vài tháng thì không nhận được hợp đồng tiếp theo nữa, không có hợp đồng vào, mà chỉ vẫn phải nuôi cả bộ máy đấy để mà duy trì hoạt động, dẫn tới là lúc đấy là gần như là mình phải bán cả nhà cửa, bán hết tất cả xe cộ, bán hết tất cả mọi thứ, bán luôn cả một phần công ty ao sọc này sang cho Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông để lấy cổ phần về để duy trì công ty SSE cho đến bây giờ. Thì 2 người, công ty SSE lúc đấy đang từ 200 người xuống còn có 12 người, và lúc đấy là công ty còn đang nợ rất nhiều rất nhiều. Và giải quyết cái câu chuyện này nó cho đến tận 2011 bên mình mới giải quyết xong. Mới giải quyết xong, và đến SSE cho đến bây giờ đó là cả đứng top 3 trong thị trường chuyên làm về các giải pháp về quản trị của doanh nghiệp tại Việt Nam. Còn Bright Cloud thì mình là chủ yếu triển khai dự án nước ngoài thì nhiều. Đấy là cả cái chặng đường đi, nhìn thì nó có thể là dễ thế, nhưng thực ra nó rất nhiều vất vả. Nhưng đổi lại thì là mình có một nghị lực rất lớn. Thứ nhất là từ cái gia đình, thứ hai là mình rất may mắn được học trong môi trường Đại học Thăng Long, và thêm may mắn nữa mình đã được gặp cô Sinh, người mà mình rất là ngưỡng mộ. Và cô đã tư vấn cho mình rất nhiều cho mình, từ câu chuyện là mình quay có cô nói chuyện mình có được như ngày hôm nay. Cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay. Dạ, em chào hai thầy và chào chủ ạ. Em là sinh viên cái lớp khoa chuyên ngành quản trị marketing ạ. Em muốn hỏi là khi ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta cần có cần nhất thiết phải đi làm thêm hay không? Và nếu làm thêm thì chúng ta nên làm những công việc gì ạ? Cảm ơn câu hỏi. Mình xin nhắc lại là nếu như các bạn có điều kiện nên ra ngoài làm thêm để va chạm. Nhưng mà đầu tiên ấy, phải làm tốt cái vấn đề cốt lõi của mình ấy. Cái portfolio của mình đầu tiên là cái gì giá trị là cái kiến thức mà các bạn học trên nhà trường ấy. Đầu tiên là các bạn phải học rất tốt đã. Còn nếu có thời gian các bạn nên đi ra ngoài cọ sát. Làm công việc làm thêm là rất tốt nữa rồi. Và nếu như được thì các bạn nên làm thêm những công việc nó liên quan đến chuyên ngành của mình để bổ túc cho những cái kiến thức của mình học ở đây này. Tốt nhất là cách là gì? Để cho xã hội người ta lợi dụng mình. Cách rất tốt nhất đối với các bạn sinh viên để cho xã hội người ta lợi dụng. Các bạn đi làm những thứ mà nó đang gần như là nó sát với chuyên ngành của mình, hãy cứ đi làm và không cần đừng quan trọng đến lương. Nếu như mà ở thời điểm sinh viên các bạn đi làm, các bạn quá quan trọng đến lương ấy, thì là nó sẽ làm mất đi cái là cái mong muốn là mình được trau dồi nhiều kiến thức. Bởi vì bản chất nhà tuyển dụng người ta cũng là một người làm kinh tế, là kinh tế. Thì đương nhiên nếu như các bạn mà đặt câu chuyện kinh tế lên thì người ta cũng sẽ đặt cái bản thân là cân đo đếm lên với các bạn. Đương nhiên là người ta sẽ. Và những người với những kiến thức mà căn bản và mới của năm thứ nhất, năm thứ hai của các bạn đi với, mình không nói là thiểu số, nhưng với đa số thì là ở mức căn bản thì chưa đủ để cho doanh nghiệp có thể là sử dụng các bạn để mà tạo ra giá trị thành tựu cho xã hội. Nên đâu đó là các bạn cố gắng là nếu được đi làm thêm này, đi làm thêm những công việc mà sát với chuyên ngành của bạn để mong muốn được cọ sát để học hỏi nhiều hơn thì tốt hơn. Có một câu hỏi khá là không dễ nghe lắm ạ. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên là em muốn hỏi là dễ hay khó nếu như mà đi lên bằng hai bàn tay trắng ạ. Còn câu hỏi thứ hai là ở trong cái thời buổi hiện nay ạ, người không có quyền, không có tiền, không có thế ạ, thì thật sự là rất là khó xin việc ạ. Với lại có một vấn đề là nếu như mà đặt ở trong một công ty, trong một tình huống là mình cùng đi phỏng vấn ấy ạ, và đối với hồ sơ của mình, trường Đại học Thăng Long, trường Ngoại thương, trường Bách khoa thì người ta có thể là người ta sẽ không chú ý đến trường của mình ấy ạ, mà người ta sẽ ưu tiên Ngoại thương hoặc Bách khoa hơn ấy ạ. Có trường hợp đấy không ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Thứ nhất thì mình trả lời câu hỏi của bạn. Xuất phát điểm của bạn cũng nó không đánh giá một cái câu chuyện gì lớn nào cả. Mình kể câu chuyện bản thân, chính bản thân mình là bố mẹ là con nông dân,
mình đi học năm thứ hai là hoàn toàn tự túc, có nghĩa là từ sinh năm thứ hai, năm thứ hai là nhà mình gia đình có biến cố bố mình mất, hoàn toàn là mình đi học bằng bằng hai bàn tay trắng, không có cái gì cả. Gia đình không có, mẹ mình là nông dân, bố mình là người kỹ sư bình thường, nhưng mà rất không may mắn là bố mình mất sớm. Mình không có bất kỳ một cái sự dựa dẫm nào. Mình cái câu chuyện là đi lên từ hai bàn tay trắng là câu chuyện bình thường. Bây giờ đầy người làm cái câu chuyện đó và bản thân mình ấy, mình đang đứng trước mặt bạn, đó là một tấm gương. Và cái câu chuyện là có rất nhiều người làm ra những thứ mà cả thế giới dùng mà họ lại xuất phát từ những người rất bình thường. Cái câu chuyện mình trả lời câu hỏi của bạn là xuất phát điểm nó không phải là cái gì quá lớn, bạn chỉ cần có ý tưởng thôi. Thế còn cái câu chuyện bạn nói bạn sợ là không có tiềm lực tài chính thì đầy người có tiềm lực tài chính sẵn sàng chung bài với bạn và sẵn sàng chia sẻ. Nếu chỉ sợ là bạn không nghĩ ra được thứ gì mà mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội. Còn nếu như bạn nghĩ ra được một thứ gì ấy, mà nó mang lại nhiều giá trị cho xã hội, có hàng tỷ người muốn nhau vào xin đầu tư với bạn, bạn vẫn xem sắc đăng đúng không? Các bạn có xem đấy đúng không? Các bạn chỉ cần có ý tưởng thôi. Còn câu chuyện vốn đừng lo, sau khi đầy ngân hàng đầy không thì sẽ có rất nhiều người làm câu chuyện đó. Nhưng còn nếu như rất ít người may mắn vừa nghĩ ra được cái thứ mà mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội mà cộng với lại có cả nguồn vốn trong tay, nó không phải con số đấy cực ít. Ngay cả như là Google chính sách nữa thì cái team của các bạn đấy cũng đều là xuất phát từ những người rất bình thường, không có cái gì tấm gương trước mặt các bạn đấy đúng không? Một câu chuyện nữa đứng từ góc độ là nhà tuyển dụng, bản chất là mình đã nói, vẫn đang nhắc lại là không quan trọng các bạn học ở đâu. Mình chưa nói đến câu chuyện thương hiệu Thăng Long bây giờ đã là một thương hiệu rất là tốt rồi, mình không nói đến câu chuyện đó. Kể cả các bạn có đặt bản thân là trường ngoại thương hay trường gì đấy, và mình còn đứng góc độ là giám đốc của ba công ty, tất cả những hồ sơ đưa lên mình nhìn trường đại học nào cũng quan trọng sau đó cũng phỏng vấn các bạn. Thực chất bản chất mình tuyển người đi làm là các bạn làm được gì cho xã hội, làm được gì cho doanh nghiệp là cái thứ mình cần. Chứ còn những cái thứ bên ngoài, cái danh ấy, thì nó không quan trọng đâu. Mình biết chắc cả học ở đâu, học ngay cả trường Long hay trường Bộ Thường ở đâu, cũng có những bạn rất chú tâm vào câu chuyện học hành. Có những bạn hoàn toàn không chú tâm, nghĩ là có thể là mình học ở trường Thăng Long hay là mình học ở trường Ngoại Thương hay thì một trường danh giá gì đó chẳng hạn đúng không? Là mình không cần phải trau dồi gì nhiều nữa. Nhưng mà thực ra đấy là một cái đầu quan niệm sai lầm. Các bạn cần phải trau dồi thật nhiều tri thức cho mình và những cái thứ đó nó sẽ mang lại cái giá trị thẳng dư cho xã hội và cho doanh nghiệp, và những thứ đó mới là những thứ doanh nghiệp cần. Còn mình khẳng định lại, kể cả các bạn có đặt bằng gì nữa, mình bên mình tuyển kể cả nước ngoài, kể cả là từ những trường đại học lớn thành tiếng nó đặt trước bàn mình, nhưng mà mình chỉ test vài câu thôi, không làm được cái gì mời các bạn đi thôi. Bởi vì ở đây mình tuyển người đi làm chứ không mình tuyển để treo các bằng của các bạn lên trên này, nên là không có ý nghĩa gì các bạn nhé. Mình là đặt tuyển dụng không ý nghĩa gì cả. Em có hai câu hỏi của anh giải đáp dưới góc độ của một nhà tuyển dụng. Thì anh thấy những kỹ năng nào là cần thiết đối với sinh viên? Và câu hỏi thứ hai đó là khi mà ra trường, khi mà bước vào môi trường đang tìm việc ấy, thì các công ty thường yêu cầu là đòi hỏi kinh nghiệm. Nhưng với những sinh viên mới ra trường thì lúc đấy vẫn chưa thể có kinh nghiệm được, mà nó chỉ có kiến thức ở trên nhà trường. Muốn có kinh nghiệm thì phải có em quá trình rèn luyện. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì em muốn hỏi là làm thế nào để tích lũy được kinh nghiệm khi vẫn còn đang theo học tại môi trường nhà trường ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn rất là hay. Cái vấn đề mà nhà tuyển dụng tuyển thì thường là nếu như mà như bên mình ấy là có rất nhiều cái vị trí mà cần gấp, nó tùy từng vị trí thôi. Có những vị trí cần gấp và cần người có kinh nghiệm, đương nhiên là mong muốn là tuyển được người có kinh nghiệm. Và kể cả những công ty khác thì thường thì người ta mong muốn là tuyển được người có kinh nghiệm thì đỡ phải đào tạo đúng không? Câu chuyện này là câu chuyện khó thật. Nhưng mà đó không phải là số nhiều đâu. Bản thân như bên mình là cũng đang tuyển sinh viên, mình chấp nhận kể cả các bạn chưa có bằng đại học, không có bằng đại học, miễn là mình test các bạn có thể hỗ trợ được cho doanh nghiệp, hỗ trợ được cho làm được cái gì đó và tạo ra giá trị thành dư cho xã hội. Nên cái câu chuyện là có kinh nghiệm ấy, và số đấy là số ít, nó có nhưng không phải số nhiều, nó không phải số nhiều. Bởi vì mong muốn của nhà tuyển dụng, người ta tùy từng vị trí, có những vị trí người ta vẫn cần phải người có kinh nghiệm. Còn đa số thì là người là bên mình tuyển là người đều là từ, có thể là từ là sinh viên đang học chính thức nhà trường, có thể các bạn vừa tốt nghiệp, có thể bạn chưa có bằng cũng không sao cả.
mình chỉ cần người làm được việc thôi, nó tùy từng vị trí yêu cầu. À, còn một cái nữa là cái là ví dụ như là với đứng ở cái góc độ nhà tuyển dụng, bạn bảo là cho mình nhắc lại câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi đầu của bạn. Không. Các bạn đấy những kỹ năng, những kỹ năng rồi rồi kỹ năng các câu hỏi rất hay. Đầu tiên đấy là các bạn cần phải tốt kiến thức chuyên môn đó, chắc chắn rồi đúng không ạ? Còn chuyên ngành nào mà không tốt chuyên môn thì cũng không có giải quyết được câu chuyện gì cả. Kể cả các bạn có tư duy và bạn muốn sáng tạo thì đầu tiên có kiến thức nền tảng. Không có kiến thức nền tảng thì đừng nói thành câu chuyện là sáng tạo, không tạo những thứ gì nó có giá trị cả. Đầu tiên là cần tốt kiến thức chuyên môn. Sau đó với đứng trên góc độ là nhà tuyển dụng, bên mình rất cần một cái kỹ năng. Đầu tiên đối với người đi làm, đó thứ nhất đầu tiên là trung thực. Cái thứ hai là các bạn là nếu những bạn mà có thể là không ngại khó, không ngại khổ mà có chấp nhận là giao việc gì cũng có thể làm, miễn là cái việc đó là nó đúng chuyên ngành của mình, đúng chuyên môn để mình có thể phát huy được. Và một cái nữa là nếu như các bạn trong quá trình đi học các bạn mà cố gắng mà giao lưu với nhau mà tạo được teamwork ấy, tạo một cái thói quen là làm được teamwork, thì trong doanh nghiệp bao giờ thì người ta rất cần một cái kỹ năng đó là teamwork, làm việc nhóm với nhau. Đương nhiên mình rất thích các bạn là làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, nhưng đa số phần lớn là sẽ mong muốn là các bạn làm việc một nhóm, bởi doanh nghiệp nó là cả một tập thể lớn. Mình trả lời hết câu hỏi của bạn chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Cảm ơn bạn. Vâng, em xin chào các thầy và chào chú ạ. Thì trong phần nói của chú thì chú muốn nhắc đến là team của chú đúng không? Làm việc theo team thì chú muốn hỏi là cái team của chú thì thành lập cái team đấy là như thế nào, và cái yếu tố nào mà giúp mọi người liên kết làm việc với nhau từ lúc ra trường cho đến tận bây giờ, và có phải là trong team đấy thì tất cả mọi người đều phải là những người giỏi không? Cảm ơn câu hỏi em rất hay. Cái câu chuyện cái team của mình là có ba bạn tên là hội tăng tiến, ba bạn đều học T10, một cái rất là ngẫu nhiên, một cái rất là hay. Ba bạn người trung tâm xuất phát điểm của chúng mình là đều lúc đấy thì chưa nghĩ đến công việc nhiều, đầu tiên là chơi với nhau thân đã, đầu tiên phải thích nhau chơi với nhau được, sau đó là trong câu chuyện để mà làm việc ấy, nó có một quy tắc nhất định, đó là phải tôn trọng nhau. Không nhất thiết là trong cái team mới tất cả ba người đều giỏi, nhưng không có nghĩa là sẽ là không, nó quá trình lệch. Quá trình lệch thì nó khó, có thể là làm việc teamwork với nhau. Teamwork là những người mà các bạn đều phải có những cái kiến thức nền tảng nó tương đối nhau, và tốt nhất là ba người. Ví dụ như là một team thường là ví dụ như ba người trên năm người chẳng hạn, thì mỗi người nên giữ một cái, có một cái chuyên môn nhất định của mình và giỏi một cái thứ mà mình thích. Ví dụ như bên mình có ba người chẳng hạn thì mình chia ra ba người, một người làm về kỹ thuật, một người làm về kinh doanh chẳng hạn, một người làm về tư vấn, mỗi người là một mảng thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong quá trình làm việc bọn mình sẽ hỗ trợ cho nhau và có một cái nguyên tắc nhất định, đó là phải tôn trọng nhau. Đầu tiên là tôn trọng cả bạn bè, bạn bè bên ngoài là bạn bè, còn trong công việc dứt khoát là phải tôn trọng nhau. Sau đó thì cố gắng là mỗi người giỏi một thứ, và ba người mà các bạn mà ngồi lại được với nhau, những mỗi người giỏi một thứ nó sẽ tạo ra một sức mạnh rất là lớn. Cảm ơn em. Chào tất cả mọi người ở trong thành phòng. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh là nếu mình có ý tưởng, mình có sản phẩm rồi thì làm thế nào để mình quảng bá được sản phẩm? Và khi mà trên cái tuổi đời của mình còn trẻ như thế này thì làm thế nào để người ta tạo được lòng tin ở chỗ người tiêu dùng? Và thứ hai là khi mà mình đã có sản phẩm rồi thì em tin là bất cả cái gì đều có quá trình từ bắt đầu đến kết thúc. Và cái sản phẩm của mình ấy, từ lúc bắt đầu xong đến phát triển, rồi đến đỉnh điểm và cuối cùng là kết thúc, có nghĩa là nó sẽ kết thúc và chấm dứt ấy. Thì làm thế nào để anh duy trì được cái công ty, cái sản phẩm của mình trong vòng 21 năm qua mà nó chưa bị kết thúc ạ?
Cảm ơn câu hỏi của em rất hay, đến một câu hỏi lớn. Với đứng ở trên góc độ là người đầu tư, cái này thì thực sự là bài toán rất là đau đầu đối với doanh nghiệp. Mình trả lời theo hướng của doanh nghiệp nhé. Thì với một cái sản phẩm thì đương nhiên nó cũng có sản phẩm đều có một cái vòng đời nhất định, nó sẽ có thời gian sống của nó nhất định. Và đối với những ngành mà liên quan đến công nghệ thì bên mình ấy, cái vòng đời sản phẩm của nó có thể là có khi chưa kịp ra đời, chưa xong nó còn đang thai nghén thì nó đã chết rồi. Cái câu chuyện đấy câu chuyện bình thường. Bên mình thường là doanh nghiệp bao giờ cũng có một cái bộ phận, còn mình mới gọi là research develop, cái bộ phận nghiên cứu và phát triển, thường xuyên bộ phận này tách ra khỏi cái hệ thống là tư vấn triển khai. Bộ phận này chỉ có mỗi cái việc là nghiên cứu xem xã hội mong muốn gì, nghiên cứu xem xã hội hướng cái gì để giải quyết cái bài toán của doanh của xã hội, sau đó là ứng dụng công nghệ thông tin vào để làm nó ra thành một sản phẩm. Nhưng mà nếu như mà may mắn ấy thì là nó ra kịp thời điểm, ở đấy có sự may mắn nữa, nhanh chóng may mắn, bởi vì trong cả quá trình phát triển sản phẩm nó rất là lâu, may mắn mà nó ra đúng được thời điểm mà nó tạo ra được giá trị cho xã hội thì điều đó là điều tuyệt vời. Mà không may mắn thì có thể nó chết nhiều ngay từ đầu. Và nếu như may mắn nó cũng có một thời gian sống nhất định thôi, bởi vì công nghệ nó thay đổi, cái mong muốn của con người nó cũng thay đổi theo. Dẫn tới là câu chuyện là cái sản phẩm nó chỉ có một cái vòng đời nhất định rất là ngắn đối với lại nếu là đối với ngành công nghệ thông tin. Thế thì bên mình trả lời là phải có, bên mình luôn luôn có một bộ phận ấy, đó là bộ phận nghiên cứu và phát triển, để tìm ra những cái thứ gì mà xã hội đang cần phải giải quyết, đang mong muốn, và bên mình đi giải quyết công chuyện đó cho xã hội. Và đương nhiên là như bạn nói, thì không phải là câu chuyện sản phẩm nào nó cũng đều là thành công cả, bọn mình cũng có thất bại. Cảm ơn câu hỏi các bạn. Em cho thay em chào hai anh chị đạo văn và xin kính ạ. Em là khóa phòng gì kinh doanh. Em còn hỏi là như lời anh thế này nói á, là anh vẫn sẵn sàng tuyển dụng các bạn khóa có tí và khóa tận nghĩa ha. Thì em là khóa phòng gì kinh doanh thì đi ra xin việc thì họ được tuyển dụng ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Bên mình thì nó do thế này nè, bên mình thì là chuyên ngành chính làm về phần mềm về quản trị doanh nghiệp, còn và làm ông sọt cho các thị trường nhập thị trường châu Âu. Thì đương nhiên là bên mình mong muốn là tìm được các bạn về khoa toán tin này, công nghệ thông tin này, điện tử viễn thông này, còn làm doanh nghiệp thì bên mình cần những các bạn làm về marketing này, quản trị kinh doanh này, tài chính kế toán này, quản trị nhân sự thì đương nhiên là bên mình chỉ cần có một vài người thôi, nên là cũng có cần. Thế còn đấy là những ngành mình vừa liệt kê, là những ngành mà chắc chắn các bạn cứ gửi email cho mình. Nếu các bạn cần muốn một môi trường thực tập ngay từ bây giờ, các bạn có thể gửi email. Còn các bạn muốn có một sau này khi mà năm thứ 3-4 các bạn muốn đi làm, các bạn cứ gửi email cho mình, chắc chắn là mình sẽ trả lời lại các bạn ngay. Em chào các bạn, em xin phép gọi anh là thầy, bởi vì cái câu chuyện mà khởi nghiệp từ bàn tay trắng của anh đối với em cũng rất là gợi cảm cho em để cố gắng trong tương lai tiếp theo, bởi vì em tất cả sinh viên ở đây cũng là người đi lên từ bàn tay trắng. Và em muốn hỏi anh là đối với một người start up từ đôi bàn tay trắng như thế, thì trong cái quá trình 20 năm mà anh làm việc thì điều gì là khó khăn nhất, và trong cái thời buổi mà cái phong trào khởi nghiệp nó đang rất là nổi bây giờ, thì các startup trẻ cần phải lưu ý điều gì để phát triển bản thân trong tương lai tới? Cảm ơn em. Với các bạn đừng nghĩ là bản thân trắng nó là một câu chuyện nó là một cái rào cản của mình. Câu chuyện như mình đã nhắc lại ấy, là các bạn chỉ cần là giải quyết một vấn đề gì đó mà xã hội đang cần, các bạn đều có ý tưởng và các bạn thực thi được nó, đó là một câu chuyện là các bạn chắc chắn giàu. Còn đương nhiên mình nói là tất cả các bạn sinh viên đây ai trả bàn tay trắng, đã là làm nó một ngày sau đó muộn, nếu có may đó là dựa vào gia đình, tất cả chúng ta đều là bàn tay trắng giống nhau nha, không có ai là hơn ai cả, chắc chắn là như thế. Bởi vì ở lứa của các bạn vẫn còn đang phải dựa vào gia đình, đúng không, kinh tế vẫn đang dựa vào gia đình để đi học, gần như là những tất cả đều là tay trắng. Các bạn startup ấy nên tìm xem là xã hội người ta đang cần gì, người ta đang cần phải giải quyết cái câu chuyện gì, và cái câu chuyện đó nếu mà tốt đẹp được là nhìn nó ra, nếu cái sản phẩm đấy nó có thể là đáp ứng được trong thời gian
dài hay không. Câu chuyện đó nhìn thế thì rất khó, chỉ có nhà đầu tư người ta mới nhìn được đó, câu chuyện đó. Các bạn cố gắng là trao dồi kiến thức chuyên môn của mình, từ đó là lao động miệt mài sáng tạo, với nó mới ra được cái thứ mà giải quyết được cái điều mong muốn của xã hội, chắc chắn là nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Có lẽ còn cũng rất là nhiều câu hỏi nữa ngày hôm nay muốn được chia sẻ của anh ta. Tuy nhiên là cái thời lượng của chương trình thì nó cũng có hạn, và có lẽ anh Tăng sẽ không cần ngại để các bạn sẽ gửi những câu hỏi cho chúng tôi, và chúng tôi nếu mà các bạn cần những câu hỏi đó thì các bạn gửi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển đến anh Tăng sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, cảm ơn. Trước khi mà kết thúc buổi tọa đàm, thứ nhất là cho người lời cảm ơn thầy, lâu lâu rồi thì mới gặp thầy. Cảm ơn các bạn đến đây lắng nghe buổi tọa đàm ngày hôm nay. Các bạn dành thời gian để cho mình có được cơ hội quay trở lại trường, chia sẻ những câu chuyện, những cái ký ức, những cái kinh nghiệm của mình. Thông tin của mình là Trần Thế Tăng, công ty cổ phần. Các bạn cứ lên mạng search công ty SSE sẽ ra. Mail của mình là tangtda@sse.vn. Mình nhắc lại tangtda@sse.vn. Hoặc các bạn có thể liên hệ với các anh chị ở đây để có mail của mình. Các bạn bây giờ muốn có một môi trường thực tập, hãy cứ gửi mail, không đừng ngần ngại, đừng ngần ngại gửi mail cho mình. Các bạn muốn được đi làm anh được, cũng đừng ngần ngại gửi mail cho mình. Mình rất mong muốn tìm được đến buổi nói chuyện hôm nay, mình rất mong muốn được tìm được người lao động và cùng với mình tạo ra một cái giá trị gì đó tốt đẹp cho xã hội. Nên các bạn đừng ngần ngại gửi mail cho mình, kể cả chia sẻ câu chuyện vui. Cảm ơn các bạn. Tôi xin chào các bạn.